Xin chào mọi người, trong video hôm nay em sẽ gửi đến mọi người thông tin về hình ảnh đoạn ngã tư Biên Hòa, hay nói đúng hơn là đường quốc lộ 21B giao với đường DT 711, hay là quê trong quê em cứ hay gọi là đường T3 Tam Trúc giao với đường quốc lộ 21B. Thường thường mọi người cứ hay gọi đây là ngã tư Biên Hòa. Về vị trí thì đoạn này thuộc bãi não Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Nếu nhìn rộng ra thì đoạn này có thể nói là trung tâm của huyện Kim Bảng. Khi mà cắm mốc từ đây, anh chị em mình đi ra các xã như Nguyễn Úy này, Ba Sao, Thanh Sơn, Hoàng Tây là các xã các điểm xa nhất của trong Kim Bảng ấy, thì khoảng cách gần như là đều bằng nhau. Nếu mà từ Hà Nội anh chị em mình đi xuống đây tầm khoảng hơn 50 km đấy, di chuyển theo đường quốc lộ 1A, sau đó thì mình rẽ phải vào đi vào cái đường T38 Trúc, đi thêm vài km nữa là sẽ đến cái nút giao này. Đấy, khi mà anh chị em mình đi chơi chùa Tam Trúc ấy, thì sẽ phải đi qua cái nút giao này. Em nhớ hồi khi em còn bé mà đến khi 2014-2015 thì con đường này nó tàn tã vô cùng luôn. Toàn ổ trâu này, ổ gà, có khi còn có cái ổ voi nữa cơ. Đấy, bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Nhưng mà từ khi có dự án của chùa Tam Trúc ấy, thì đường xá này và các hạ tầng ấy được bên sân trường họ làm thay đổi rất là nhiều. Đấy, chính vì có chùa Tam Trúc ấy, thì dân ở đây họ mới có đường đẹp để đi. Nếu mà không có chùa thì đường xá hạ tầng vẫn thế, cũng không có gì thay đổi. Đấy, qua video này thì cũng phải thật sự là cảm ơn bên Xuân Trường, họ đã về đây đầu tư. Này, hy vọng trong tương lai là sẽ còn rất là nhiều các dự án nữa. Đấy, càng nhiều dự án về đây thì đường xá này, hạ tầng, mọi thứ đều thay đổi, sẽ giúp cho quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Trên phần lấy cam toàn cảnh, mọi người cũng có thể thấy bên cạnh đây có một cái cụm công nghiệp. Và ở đây sản xuất các sản phẩm như là phao chỉ này, giấy gỗ này, sản xuất nhựa, đấy, sản xuất các chi tiết máy công nghiệp và thực phẩm. Cái cụm công nghiệp này thì đã có từ rất là lâu rồi, đấy, tạo ra rất nhiều công việc làm cho cư dân ở xung quanh đây. Đấy, các công ty thì cũng khá là sạch sẽ. Ở đây thì thi thoảng mọi người đi qua thì cũng chỉ ngửi thấy có mùi của công ty gỗ sấy thôi. Từ ngay từ này, nếu anh chị em mình di chuyển dọc theo quốc lộ 21 ấy, đi xuống bên dưới thì mình sẽ đi xuống Thị Sơn và đi xuống thành phố Phủ Lý. Nếu anh chị em mình từ đi ngược ấy, nếu anh chị em mình đi ngược lên ấy, thì chúng ta sẽ đi qua các xã Tân Sơn này, Tĩnh Lĩnh và lên trên chợ Giàu Hà Nội. Đấy, ở trên này là cũng có một cái điểm giao cắt với đường Vành Đai 5 và cũng như đường quốc lộ 38. Đấy, mật độ giao thông ở đây cũng khá là dày đặc, tại vì đây là đường chính của thị trấn và hiện nay thì hạ tầng đã được nâng cấp lên. Đấy, đường xá thì làm lại vỉa hè, lắp bóng đèn điện cao áp. Dự tính thì trong Kim Bảng sắp tới là sẽ lên đô thị loại 5. Đấy, thị trấn thì sẽ lên thành thị xã và các xã thì sẽ lên phường. Đấy, Đồng Hóa quê em thì cũng sẽ lên phường là phường Đồng Hóa. Các video trước của em thì mọi người cũng đã xem về đường Vành Đai 5. Vành Đai 5 đi qua huyện Kim Bảng. Thì trên video này mọi người cũng có thể thấy là cái đường Vành Đai 5 chỉ cách ngã tư này tầm khoảng 400 m thôi. Đấy, và Vành Đai 5 thì cũng có một giao cắt với một đoạn quốc lộ 21B. Đấy, và sau khi mà đường Vành Đai 5 thông ấy, thì việc di chuyển đi các tỉnh sẽ rất là thuận tiện. Đấy, khi đấy mình chỉ cần phóng xe vào đường cao tốc thì mình có thể đi được 8 tỉnh như là Vĩnh Phúc này, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam và Hòa Bình, mình có thể đi được 8 tỉnh luôn. Khi mà xem kế hoạch thì chắc chắn mọi người sẽ luôn thấy là cái bản đồ nó sẽ vẽ thiếu đúng ở cái chỗ này. Đấy, khi check nhiều bản đồ quy hoạch rồi thì em cũng thấy là cái đoạn này là nó đều vẽ thiếu nhá, nên là khá là mong lung. Thấy mọi người bảo ở đây là thấy mọi người bảo ở đây sắp tới sẽ xây vào cái bến xe gọi là bến xe Ngọc Sơn. Đấy, khi check bản đồ thì cũng sẽ thể hiện lên là quy hoạch bến xe. Và cái chỗ này khi mà check trên quy hoạch ấy, thì nó sẽ hiển thị lên là nút giao thực hiện theo dự án riêng. Đấy, như nào thì em cũng chưa biết, tại vì trong này đường xá thì em cũng có một cái bản đồ về cái đường ấy. Thì trong này mai sau nó mở dày đặc đường luôn. Đấy, còn cái khu dân cư hay là khu trong này thì không biết có bị giải tỏa không thì cái đấy em cũng chưa nắm rõ. Nên nếu anh chị em mình mà biết thông tin thì xin hãy bình luận ở bên dưới video nhé. Khi mà xem kế hoạch ấy, thì em vẫn thấy đường 21 này vẫn giữ nguyên và làm lại vỉa hè này, làm lại đường điện cao áp chiếu sáng thôi. Đấy, đoạn này sẽ có thêm hai con đường nữa là đường D5 cạnh cụm công nghiệp chạy song song với đường Vành Đai 5. Đấy, bên dưới thì có khá là nhiều đường nhánh. Đấy, theo quan điểm cá nhân của em thì trong tương lai sẽ có rất là nhiều các khu đô thị xây ở đoạn này, cho nên vùng này họ ẩn đi để họ xem sẽ làm gì trong tương lai đấy, theo giai đoạn là 2030 đến 2050 để quy hoạch làm cái gì đó thì em chưa biết. Em nghĩ là sẽ làm các khu đô thị ở đoạn này vì là cạnh với đường Vành Đai 5 này, đấy, cạnh với đường D5. Đấy, nó rất là đẹp mà xung quanh thì lại là toàn đồng, nó dễ giải tỏa, dễ đền bù. Đấy, nó không vướng vào dân. Về dự án thì trong Kim Bảng này sẽ còn rất nhiều, không những là có chùa Tam Trúc mở rộng này,
Đấy, đằng sau thì sẽ có rất là nhiều những cái dự án nghỉ dưỡng siêu cao cấp. Đấy, đằng trước là khu nghỉ dưỡng và chợ đêm này. Đấy, bên cạnh thì có Flamingo Golden Hill nghỉ dưỡng này, các dự án của Sun Group này. Đấy, và còn rất nhiều các dự án nữa. Thì mọi người cứ ấn đăng ký kênh của em và theo dõi thêm các video tiếp theo của em nhé. Em sẽ đi quay rất là nhiều dự án để mọi người theo dõi nhé. Đấy, nếu mọi người quan tâm đến khu ngã tư Ngọc Sơn này và đang muốn đầu tư theo đường vành đai 5 thì ở đây em cũng có rất là nhiều các bất động sản nhé. Đoạn vườn cam em cũng có này, cái đoạn mặt đường quốc lộ 21 em cũng có 2-3 căn nhà. Đấy, ở đây là mình có thể kinh doanh được luôn. Ví dụ như mọi người muốn tìm hiểu thì mọi người liên hệ với Thủy nhé. Em sẽ ghi số điện thoại của Thủy ở trên dưới video để mọi người tiện liên hệ nhé. Trong tương lai thì đoạn này sẽ rất phát triển vì vừa là trung tâm mà cũng là đường chính của thị trấn. Để mai sau để có thêm đường vài đây năm. Hiện nay các hàng quán ở đây mọi người cũng có thể thấy là mở rất là nhiều, từ quán lẩu nướng này, quán phở này, quán chè chanh, các nhà hàng để phục vụ cho khách đi chơi du lịch chùa Tam Trúc. Ví dụ như mọi người đang có đất ở đây mà mọi người đang muốn giao bán ấy, thì mọi người hãy bình luận ở bên dưới video hoặc là có thể liên hệ với Thủy để gửi bán nhé. Các thông tin giao bán bằng hình ảnh video ở trên kênh của em ấy thì đều là miễn phí hoàn toàn. À, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, khi mà bán được đất ấy, thì mới lấy phí hoa hồng thôi, mà phí hoa hồng thì vô cùng rẻ, nên mọi người hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ủng hộ hai vợ chồng em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vậy là qua video hôm nay em đã giới thiệu đến mọi người đoạn ngã tư Mã Não Ngọc Sơn. Trên video có thông tin nào chưa đúng thì mong mọi người góp ý bổ sung giúp em. Đấy, và mọi người đừng quên là ấn đăng ký theo dõi kênh để cập nhật nhiều thông tin về Hà Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp nhé. Bye bye.